Rồi, lên tiếng em xin chào tất cả các em cầu thủ đam mê câu cá từ Tổ quốc. Hôm nay tục lên em một clip gồm 12.000 câu anh em, 12.000 câu này là 12.000 câu tay carbon. Chất liệu là chất liệu carbon, có hai cây thứ một số 2 là hai cây hàng hệ nha, hai cây hai da dài 9 m. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng chưa thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc trong dấu clip lên á thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Nhất là em Thảo. Thì cây thứ nhất là một cây hàng thương hiệu NFT nha mọi người. Đó, một cây hàng nội địa NFT. Hàng này thì dùng lướt qua mọi người, hàng lướt nha. Đó. Cái này về thì nó còn full hộp luôn, full hộp full túi luôn. Em lấy ra đọc thông số cho anh em xem trước. Thì cái này thì nó dài 9 m nha mọi người, dài 9 m. À, có tổng cộng là 8 lóng. Thu gọn là 133 cm, nặng là 300 g. Đọt là 1 ly 2 nha mọi người, đọt 1 ly 2. Cái này thuộc dạng cứng trung bình. Thì gốc là 24.8 mm. Thành phần carbon là 99.8% nha mọi người. Đó. Thì cây này giá nó bán tại Nhật là 47.000 yên, giá tầm khoảng 10 triệu tiền Việt Nam. Đó. Phù hợp nha mọi người. Thì ngoại hình cây này thì còn cực kỳ xuất sắc luôn nha mọi người. Em soi cho anh em xem. Đó. Hàng sẵn hai da. Đọt 1 ly 2. Đó, dạng cứng trung bình nha. Đó. Hàng còn cực kỳ đẹp luôn. Đọt nha mọi người, đọt nguyên zin nha, sẵn tới đọt luôn. Đó, để bé đóng cho mọi người xem. Thì cây này hỗ trợ rảnh ABS nha mọi người. Đó. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Khôi sẵn hai da nha mọi người. Đó. Thì hàng thì bao lõi lầm không hóc. Đó. Sẵn hai da cực kỳ đẹp. Sẵn tới ngọn nè mọi người. Đây đọt nó đây anh em, đọt nó quẳng sẵn hai da nha. Hàng độ mới ra tầm khoảng 95% nha mọi người, 95%. Thì em bán hàng bao cho anh em kiểm tra nha, anh em về anh em tháo ra xem. Nếu có lóng nội bể hoặc hư á, nứt bể hơn hoặc xấu hơn hình em lên á thì anh em trả qua cho em. Rồi, giá công khai cây thứ nhất là giá 3 triệu mọi người. Cây thứ nhất là FT 3 triệu, hàng full hộp, full bao nha. Đó, 3 triệu. Hàng nó cộng ship nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 2 nha mọi người. Cây số 2 là một cây cần của Daiwa nha mọi người, cần Daiwa. Cây này có chế độ zoom nha mọi người. Đó, cây Daiwa này có chế độ zoom. Daiwa Wicker sẵn hai da nha mọi người. Đó. Đây, tem sức Nhật đầy đủ nha mọi người. Đó. Hàng ngoại hình còn cực kỳ đẹp nha. Đó. Thì cái này có chế độ zoom là zoom 9m và zoom 7m8. Đó, hai chế độ nha. Đó. Đây, bóng zoom ở đây, quẳng sẵn hai da nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, độ xước sát nó rất ít nha mọi người. Đó. Đấy. Thì cái này nặng là 280g. Thu gọn là 137cm. Góc là 23.8 nha mọi người. Đọt là 1 ly 2. Đó, đọt 1 ly 2. Ngoại hình cực kỳ mới luôn nha mọi người. Sẵn hai da. Đầu bu là đầu bu chống sắn nha. Sẵn hai da đầu bu chống sắn. Thì cần này có hỗ trợ rảnh ABS chống bóp cần nha, chống kẹt lỏng nha mọi người. Đó. Lấy lỏng là xong cho anh em xem luôn. Đó. Nè. Sẵn hai da nha, ngoại hình cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó. Đây, hậu trời rảnh nha. Đầu cây vàng ok nha. Ngoại hình cây này ra tầm khoảng 93-95% nha. Đó. Hàng cực kỳ đẹp nha mọi người.
Thì cái này hỗ trợ đầu bu đầu bu 360 độ nha anh em. Đây anh em. Đó, nóng trên đây thì nó dạng sắn chìm nha. Còn cực kỳ ok, tột xuất sắc rồi. Đó, đầu bu ok nha mọi người. Đó. Thì đầu bu nó sẽ đầu bu 360 độ nha mọi người. Đó, đầu bu sắn 360 độ. Cây này một cây hàng lướt. Đó. Rồi, giá công khai cây số 2 là 3 triệu nha mọi người. Giá công khai cây số 2 khoảng là 3 triệu. Tất cả rảnh các lóng đều có rảnh hết cho mọi người. Đó, giá công khai cây số 3, cây số 2 là 3 triệu nha. Rồi, 3 triệu cộng tiếp cây số 2. Đây sẽ là cây số 3 nha mọi người. Cây số 3 em ra cho mọi người là một cây NFT. Đó, cây NFT là một cây NFT phôi đời đầu nha mọi người. Đó. NFT tem nội địa đầy đủ nha mọi người. Đó. Đây có mũi tên nội địa đây. Đó. Thì cái này phôi nó thì rất là ok nha mọi người, phôi nó cực kỳ dày luôn. Đó, ngoại hình thì ở ngoài nó có xuất sắc một tí đây anh em có thể thấy. Đó, phôi sắn chìm nha mọi người. Thì cái này dài được 8m1 nha mọi người, dài được 8m1. À, độ cứng tầm khoảng 3h5 đến 4h. Thì đọt nó sẽ là 1.4 ly, gốc là 31. À, thu gọn là 130cm, nặng là 580g nha mọi người, nặng 580g. Đó. Thì anh em đọt nó đây. Đó, đọt nó quẩn sẵn nha anh em. Đó. Đọt quẩn là đọt carbon. Cái tầm khoảng 3h5 tới 4h mọi người. Cái này anh em săn hàng, đánh chép, đánh chơi. Đó. Thì phôi nó cực kỳ ok luôn. Dày cui luôn. Anh em thấy. Gục ra cho anh em xem nóng luôn. Nè, có xuất sắc nha. Đó, xuất sắc một tí. Này xuất lớp sơn bóng nha anh em. Tất cả các lóng đều ok hết nha, không lỗi lầm gì hết. Đó, anh em săn hàng này lấy cái này về săn hàng. Đó. Đụng nhau cấp. Nè. Tất cả đều nguyên zin nha. Đó, không độ chế, cây nào độ chế thì em bảo độ chế liền. Đó. Đọt ra tầm khoảng 3h4h nha anh em. Đọt quán là đọt carbon sẵn nha. Đó. Rồi, giá công khai cây này là 1.5 triệu nha anh em, 1.5 triệu cộng ship. Đó, anh em săn chai trôi chép nè. Đánh tra cũng được. Đó. Rồi, giá công khai 1.5 triệu nha. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 em lên cho mọi người một cây Senko. Đó, cây Senko này là cây Senko nội địa nha mọi người. Đó. Thì cây này sắn chìm nha mọi người, sắn chìm. Ngoại hình còn ok nha mọi người, có xuất sắc nhẹ đây. Đó. Thì cây này dài là 9m nha, cây này dài 9m. Thì thu gọn là 135cm, nặng là 450g. Độ cứng ra tầm khoảng 3h đến 4h. Đó, đọt cứng ra tầm khoảng 3h 4h. Nè, đọt nó đây. Đấy, lóng nhìn xem. Cả quan sáng chìm nha mọi người. Sáng chìm. Dạng này rút ra cực kỳ thẳng nha mọi người. Đó, nó có xuất sắc cái này tí nè. Đó. Thì em đảm bảo với anh em về anh em kiểm tra hàng. Nếu anh phôi nó có vấn đề gì không thôi, nứt bể về anh em giả qua cho em. Đó. Nè nè, các con sẵn chìm nha. Có xuất sắc một tí. Về thì anh em cứ kiểm tra thoải mái. Lỗi lầm hư hỏng hỏng hóc thì anh em báo em. Rồi lóng cho anh em xem. Đó đây. Đó, cái này có xuất sắc li ti nha mọi người. Đó. Phôi còn cực kỳ ok nha anh em. Đó. Cây Senko nội địa. Nè nè.
Rồi, giá công khai cây số 4 là 1,4 triệu nha mọi người. Cây số 4 1,4 triệu 9m, cứng gờ tầm khoảng 3H 4H. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 em lên cho mọi người là một cây cần củ Rama nha anh em, Rama Casu. Đó. Cây này thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, khỏi bàn. Một cây Rama Casu. Nhìn ngoại hình còn ở ngoài nhìn còn khá là ok nha mọi người. Đó. Thì cái này được độ nha mọi người. Đó. Cây này độ thì nó độ thôi. Cây này độ từ bên Nhật về luôn nha anh em. Em kiểm tra là thấy nó lỗi ngộ ngộ là em báo anh em liền. Thì cây này dài 8m1, nặng là 410g, đọt là 1 ly 5, độ cứng là tầm khoảng 3H đến 3H rưỡi nha mọi người. Đó, độ cứng là tầm khoảng 3H 3H rưỡi, gốc là 25.5, thu gọn là 172 cm, giá là 1 triệu nha. Đó, giá 1 triệu bao giá luôn. Đây nè, cây này được độ chỗ lóng này, đây lóng này được máy Nhật độ và sơn lại đây. Đó. Tất cả còn lại đều ok hết nha mọi người. Đó. Thì em kiểm tra rồi, về anh em đánh thoải mái đi, nứt bể về phần đó thì em chịu hết, gửi em nhận lại. Đó. Phôi cái này thì còn cực kỳ mới nha mọi người. Đó. Để em soi cái phôi nó cho anh em xem. Đây nè, đây phôi của Rama cực kỳ ok nha. Đó. Dạng nó sẵn như nhiều lớp vậy đó. Con cực kỳ mới nha mọi người. Đó, độ mới nó cắt là cao nha. À, sẵn chìm Rama Casu. À, thì hàng nào đổ thì nó không giống nguyên bản thì em nói với anh em thôi, không giống nguyên bản thôi. Nó dài 8m1. Đây, rồi khúc ngay khúc độ cho anh em xem luôn. À, hồi nó cũng giống nhau luôn nha mọi người. Đó. Đây, lóng bên đây, lóng bên đây được độ nha mọi người. Đó. Thì độ cứng tầm khoảng 3H cử 4H, anh em về tỉnh thì vô tư rồi. Đó, đánh chép, đánh chê, cầu cha, cầu trôi, sân hàng. Đó. Cái nào độ thì em nói độ thôi. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 1 triệu nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 vẫn là một cây cần được độ nha mọi người. Đó, cây này độ luôn. Thì cây số 6 là một cây cần Daiwa. Cây này là phôi Daiwa Mono nha. Đó. Cái này được làm lại nha mọi người. Cái này thì nặng là 270g, độ dài ra tầm khoảng 6m 8 đến 7m nha mọi người. Đọt là 1 ly 6, độ cứng ra tầm khoảng 3H đến 4H. Đầu bu là đầu sắn 360 độ. Cái này được đi chỉ đầu lóng luôn. Đó. Cái này được làm lại tại Việt Nam. Đó. Hàng nào làm lại thì em báo làm lại đây anh em. Đi chỉ đầu lóng luôn anh em. Rất là ok nha. Đây, phôi tay qua mono nha. Phôi này thì ở bàn này cực kỳ ok nha mọi người. Thì cây này giá công khai là 900k nha mọi người. Giá công khai 900k. Để em soi đáy lóng cho anh em soi cho anh em xem. Đây nè, lóng nó đây. Phôi tay qua mono đây nè. Sáng chìm nha. Đó, sẵn nổi luôn. Nó đầu chỉ, đầu lóng được đi chỉ là hết nha mọi người. Đó, cái này độ được độ nha. Đó, hàng độ thì nó độ thôi. Đó, hàng nguyên xin thì bảo nguyên xin. Đây. Đó. Còn khá là ok nha mọi người. Đầu bu thì đầu bu sẵn 360 độ nha. Đó, anh em về đánh bạo lực để cái này đánh vô tư. Đó. Giá công khai là 900k nha mọi người. Đó, giá công khai cây số 6 là 900k. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Những cây cần cho anh em đánh cảm giác, đánh go giết. Cây số 7 là một cây cần 7m2, hàng thương hiệu của Nissin nha mọi người. Đó, cây này chắc của Nissin này. 7m2 nha mọi người. Đó, còn ngoại hình còn khá là ok, tem sức đầy đủ. Thì cây này nặng là 300g, thu gọn là 107 cm, gốc là 23, đọt là 0.7 ly, thì độ cứng ra tầm khoảng 2H đến 2H rưỡi nha mọi người. Ngoại hình còn ok, xuất sắc nhất. Rồi để em soi lấy lóng cho anh em soi.
đọc đó anh em, đọc cái chuyên cho anh em câu chép nha anh em, câu chép, câu ghi viết, câu go. Đó. Thì cây này là nguyên zin nha mọi người, nguyên zin luôn, 7m2. Thôi là phải sẵn chìm nha anh em, sẵn chìm. Còn khá đẹp, ngoại hình còn ok nha. Đây. Đầu lóng nó có xước sát chút nha mọi người. Đó. Này, chốc sơn thôi nha, không có tét lóng bể gì đâu nha. Đó, hàng sau thì em báo vậy thôi. Này. Hàng này thì chia cho anh em câu gô, viết, câu chép. Đó. Hàng còn ok nha mọi người. Đọt là đọt đặc nha mọi người, đọt đặc, đọt các con đặc. Đây nè, đọt carbon là đọt carbon đặc nha anh em, chuyên chép nha. Rồi, giá công khai cây này là 850k anh em. Đó, cây số 7 850k là cây số 8. Cây số 8 là một cây hàng của Olympus nha mọi người, cây Olympus. Đó, cây nào điện hung nha mọi người. Tem hoàng. Đó, cây này vẫn là cây chất liệu carbon. Đó, cây này dài được 6m3 nha, dài 6m3. Cây này vẫn cho anh em câu chuyên cho gô viết chép nha anh em. Đó. Cái này nặng là 240g. Thì thu gọn là 102cm. Gốc là 19.5. Thì đọc là 0.6 nha em. Độ cứng ra tầm khoảng 1h rưỡi nha nè. Độ cứng tầm khoảng 1h rưỡi 2h. Thì đọc nó rất là mảnh nha mọi người. Đọc nó cực kỳ mảnh luôn. Dạng này dạng chiên nha anh em, cô gô viết nha. Gô viết đánh chép. Rồi, để em coi từ lỏng cho anh em xem. Thì ngoại hình cây này thì nhìn sơ qua còn khá đẹp anh em. Ngoại hình còn khá đẹp nha. Xôi lóng cho anh em xem luôn. Bán mấy cần tay này chịu khó tí. Xôi lóng cho anh em xem phôi. À, phôi nó còn cực kỳ ok nha mọi người. Dạng như là nó sẵn sẵn chìm. Đầu cần ok hết nha anh em. Đó, cây nào lỗi thì anh em cứ tháo và kiểm tra thoải mái, lỗi gỡ vào cho em. Cây này có xuất sắc nha anh em, xuất sắc dâm nhẹ. Lóng trên còn khá mới mọi người. Đọt vẫn là anh em, đọt nó đây. Đó, đọt bọng nha. Đọt ra tầm khoảng 1h rưỡi 2h nha anh em. Chuyên nhanh em câu gô chép, câu viết. Rồi, giá công khai cây này là 800k anh em, cây số 800k. Hết là để lên lóng ngắn nha anh em. Tiếp theo là cây số 9. Cây số 9 là một cây cần của nội địa Nhật nha anh em. Cái nội địa em lấy từ Nhật về. Đó, cái này chất liệu carbon. Đó. Chữ Nhật này em cũng chả biết đọc luôn. Thì cán ngoại hình thì nhìn tổng thể qua còn khá là đẹp anh em. Bô còn ok. Thì cây này nặng chỉ 140g thôi. Đó, đọt là 0.6, độ cứng là tầm khoảng 1h đến 1h rưỡi. Chuyên anh em gô chép, gô viết nha anh em, chuyên gô viết. Thì cây này thu gọn là 64cm. Đó. Cây thu gọn 64cm, góc là 18 nha mọi người, góc 18. Thì ngoại hình thì xem sơ qua thì thấy ok đó, để xem soi tất cả các lóng cho anh em xem. Đây nè. Đó. Thì chất liệu vẫn là chất liệu carbon sáng chìm anh em. Thì coi ok hết, không bể nứt gì hết. Đó. Còn khá là ok. Thì cây này chỉ chuyên cho anh em câu gô với viết thôi nha mọi người. Đó, đọt nó khá mảnh. Đây. Đọt khá mảnh mọi người. Rồi, giá công khai cây số 9 là 700k nha mọi người. Đó, cây số 9 700k. Đít nó có bị chốc sơn tí nha mọi người. Đó. Đây, tháo quá cho mọi người xem. Thì chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đây,
carbon sóng vòng nha. Cây này thì em chơi vệ sinh nha mọi người. Đó. Ngoại hình còn khá là ok nha mọi người. Cây này vẫn là một cây chiên cho anh em câu gô giết nha mọi người. Chiên gô giết. Lấy cái đọt ra trước cho. Nè, đó, lấy hoài lỏng cho anh em xem. Ngoại hình còn ok nha mọi người. Đó, cây này vẫn là cây chiên anh em câu gô giết nha. Đó, đọt nó khá mảnh. Anh em cần nói em chụp hình lại cận cảnh từng lóng cho anh em xem. Đó. Rồi, giá công khai cây này là 600k nha mọi người. Cây số mực 600k. Tiếp theo sẽ là cây số 11. Cây số 11 là một cây cần full bao nha anh em. Đó, cây cần em lấy từ thị trường Nhật về. Đó. Cây này dài 5m4. Thu gọn là 55cm, nặng là 120g. Đọt là 0.7 ly. Thì cái này chia cho anh em câu gô giết câu chép. Đó, thành phần carbon là 95% nha. Giá công khai bán tại Nhật là 16.000 yên, giờ tầm khoảng 3.500.000. Đó. Đây, ngoại hình còn rất là mới anh em. Cây này em lấy một hàng trưng bày lấy về. Hàng còn cực kỳ đẹp luôn, hàng chưa qua sử dụng luôn. Đây, soi ngoại hình cho anh em xem. Đó, không xước xát gì hết nha anh em. Đó, em bán hàng thì về anh em cứ tháo qua thoải mái, tháo qua coi thoải mái. Nếu lỗi hoặc có xước xát gì nhiều á, anh em trả qua cho em. Còn rất là đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai cây này là 700k nha mọi người. Cây số 11 700k. Tiếp theo đó là cây cuối cùng, một cây cần carbon. Đó. Thì cây này em biết thương hiệu của gì luôn. Cây này dài được 2 gang. Cây này dài 3m6 mọi người. Chắc liệu là chất liệu carbon. Nó để đây, carbon. Ngoại hình thì ok, nó có xước một đường nữa đây. Đó, cái này là vết xước nha anh em, không phải là vết bể gì đâu. Thì cây này nặng là 140g, thu gọn 40cm, góc là 26, đọt là 1.1, độ cứng là tầm khoảng 1.5 nha mọi người. Đó, ngoại hình còn ok, không lỗi lầm gì hết, chất liệu là chất liệu carbon. Đó. Đây, carbon anh em, thì ngoại hình nó còn cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đó, bán thì cố gắng soi cho anh em xem luôn. Nè. Ngoại hình còn đẹp nha anh em. Đó. Cái lớp này dính bụi nha, lau chùi ra liền. Rồi, giá công khai cây cuối cùng cây số 12 giá là giá là 400k nha mọi người. Đó, cây số 12 là 400k. Rồi. Đó là tổng cộng 12 cây cần em ra cho anh em. Hôm nay nếu em mừng cây nào thì chốt đem số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.